Khoảnh khắc đáng yêu của bé Alaska khi thấy vợ tương lai của mình. Lần đầu tiên được nhìn thấy vợ tương lai là trải nghiệm như thế nào? Thì sẽ giống như em Alaska này đây. Khi biết em cún đáng yêu trước mặt là vợ tương lai của mình, chú Alaska này không giấu nổi sự phấn khích từ trên đường về đến nhà luôn. Cứ sà vào tìm cách tiếp cận vợ tương lai của mình. Có khi nào thanh niên Alaska này là tổng tài bá đạo cưng vợ trong truyền thuyết không? Chứ nhìn cái biểu cảm của em chắc là muốn đội vợ lên đầu đến nơi rồi. Cơ mà nàng cún thì hơi lạnh lùng với chú Alaska này một chút đó nha, làm người ta hơi tổn thương rồi đó. Nhưng mà thôi, điềm sĩ gì tầm này nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.